Đây là hình ảnh tại nhà em Hữu Văn Thuần, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Các thành viên trong gia đình đang tổ chức nghi thức trang trọng để chàng trai 18 tuổi này xuất gia tu học. Nghi thức xuất gia tu báo hiếu của người Khmer thường diễn ra trong thời gian 2 ngày. Ngày đầu được tổ chức tại gia đình với sự chứng kiến của người thân. Phần lễ chính, người đi tu sẽ lạy tạ đấng sinh thành, ông bà trong gia đình. Sau đó, bà con hàng xóm sẽ buộc chỉ tay, gửi lời chúc tốt đẹp và chúc tiền để cho người đi tu, chi tiêu sau khi nhập tu. Nghi lễ này cũng là cách báo tin cho người dân trong vùng được biết là bản thân người đi tu đã từ bỏ tất cả để theo con đường chính pháp. Con đi tu chả hiếu cha mẹ, với phần nữa là con đi học cho biết kinh này kia. Tại dòng họ ông cố, ông nội, bà nội là đó giờ là đi tu, nên là con nói dõi theo là con đi theo con đường đạo Phật luôn. Việc xuất gia tu báo hiếu tạo niềm vui, sự tự hào cho bậc cha mẹ với hàng xóm và được xem là gia đình có văn hóa, nề nếp, có thuần phong mỹ tục, rèn luyện giáo dục con cháu thành người tốt. Do đó, hầu hết các gia đình Khmer đều mong ước có một người con đi tu. Nhắn nhủ rồi, cái thứ nhất là phải là nhắn cho con cháu đi học tập nó tốt đẹp. Đó, cái thứ nhất vô trường hoặc đi học ở đâu cũng vậy, phải là giữ cái bản chất của dân tộc mà lấy cái sự đoàn kết cao cả để học tập biết, để lấy cái nguồn gốc của mình. Sáng hôm sau tại chùa Rạch Dòng, mọi người tập trung đến chánh điện. Trước khi thực hiện các nghi thức quan trọng, người đi tu phải đi 3 vòng quanh chánh điện. Dưới sự chứng kiến của Đức Phật, các nghi thức thọ giới quy y được sư cả chủ trì thực hiện. Khoác lên chiếc áo cà sa cao quý, những thanh niên này từ nay đã thành sư. Đối với người Khmer, đi tu là điều không bắt buộc. Tùy thuộc vào cơ duyên đối với Phật Pháp mà người Khmer có thể tu vài năm hoặc tu đến suốt đời. Đã trong vào chùa thì mọi giới lực sẽ nghiêm chỉnh, và người Khmer luôn tôn trọng các vị sư sãi khi mà đã xuất gia trong ngôi chùa Khmer. Thì đặc biệt trong năm 2024 này, tại ngôi bổn tự chùa Gạch Dòng Khmer, ấp Đường Đào, xã Hội Thị Kỷ, huyện Thới Bình, làm lễ xuất gia được 4 vị. Và những người 4 vị này đã có quá trình thực tập trong ngôi chùa cũng gần rất nửa tháng, hơn 1 tháng. Đó là quá trình để cho các em đó là tiếp thu mới về trong trước khi mà vào chùa học những kinh kệ để bước vào một ngôi chùa. Thời gian tu học xem như là khoảng thời gian để thử thách chính bản thân mình. Đối với người Khmer, tu không để thành Phật mà để học rèn luyện đạo đức, nhân cách, làm người có ích cho xã hội.